Xin chào tất cả các bạn, mình là Phạm Hoa, học sinh của Happy Hai, chủ đề học Edit và mã số chứng minh của mình là CUV020HP22. Và hôm nay mình xin được trình bày về phần code conduct của công ty Google. Như các bạn đã biết thì Google là công ty con của Alphabet, và tất cả các trang của các giải đó là một gọi là công cụ tìm kiếm rất phổ biến của tất cả mọi người đều dùng nó, và nó cũng công dụng vô cùng tốt nếu mà ai biết sử dụng, và tìm kiếm vô cùng nhanh và trình duyệt vô cùng hữu ích. Và sau đây mình xin được phép vào code của conduct là một bài tập về bộ môn văn hóa doanh nghiệp của thầy Nguyễn Đình Hùng, và sau đây mình sẽ trình bày. Nhất đó là bộ code conduct được dịch theo tiếng Việt là bộ quy tắc ứng xử, và đầu tiên chúng ta phải hiểu là ai là những người tuân thủ theo nó. Thứ nhất là nhân viên. Những nhân viên cần tuân thủ theo bộ tất cả ứng xử để làm cho họ có tính kỷ luật cao hơn và làm việc hiệu quả tốt hơn. Và khi tuân theo như vậy thì họ sẽ có một cái chuẩn mực giữ nguyên cho mình để phục vụ cho công ty, để công ty ra lên một cái sự phát triển to lớn hơn. Cái thứ hai là các nhà thầu và các nhà tư vấn đều phải tuân theo các bộ quy tắc ứng xử đó và đều được ký kết trong tất cả các hợp đồng. Và mình xin được đi vào các bộ quy tắc ứng xử của Google. Thứ nhất, ta đi vào là người sử dụng hay là khách hàng của Google. Tất cả mọi người khi sử dụng Google thì đều có những cái phản hồi và báo cáo, hay là những các cập nhật về tin tức, về những đánh giá của người sử dụng để cho Google cung cấp thêm thông tin cho họ, và luôn luôn muốn cải thiện và phát triển chính mình. Và những người khi sử dụng thì họ luôn luôn được ưu tiên khách hàng, họ luôn luôn ưu tiên khách hàng và cải thiện cái công cụ tìm kiếm cho hữu ích và gần gũi nhất với khách hàng. Và cái thứ hai đó chính là hỗ trợ lẫn nhau. Ở đây có thể là giúp đỡ nhau trong công việc. Và cái thứ nhất là không được sử dụng ma túy hay rượu bia, bởi vì nó là những chất kích thích và chất cấm. Ma túy có thể chất cấm và rượu có thể dùng ngoài giờ, nhưng mà nếu mà cho sử dụng trong thời gian đó thì họ sẽ mất đi hiệu quả và năng suất khi làm việc. Chính vậy là Google không khuyến khích tất cả nhân viên sử dụng điều đó. Cái thứ hai, hỗ trợ lẫn nhau thì đó là chính là họ luôn luôn được tôn trọng và bình đẳng, và luôn luôn có những cơ hội làm việc như nhau nếu có bằng cấp và trình độ, và không được phép gọi là phân biệt đối xử hay là mất đi trật tự trong công ty. Và họ luôn luôn tạo mức an toàn tốt nhất cho mọi người trong công ty để giúp cho họ có môi trường làm việc tốt hơn và an ninh được đảm bảo hơn. Hỗ trợ lẫn nhau ở đây là mục đích được hưởng những quyền lợi ích, và họ được giúp đỡ nhau và làm sao cho là có thể đưa đến những cái phát triển tốt nhất cho doanh nghiệp. Cái thứ ba là tránh xung đột về lợi ích cá nhân. Tránh xung đột lợi ích về cá nhân ở đây đó chính là những cái thứ mà họ luôn con người chúng ta mà luôn luôn muốn dành lợi ích cho mình nhiều hơn. Chính vì vậy, chủ hồ đưa ra quy tắc ứng xử tránh xung đột về lợi ích cá nhân như vậy, để nhằm mục đích là họ đều có quyền như nhau và đều làm vì lợi ích chung của công ty. Và tránh sự xung đột lợi ích ở đây có thể đó chính là những người bạn, có những người nhân viên, hoặc là những người đồng nghiệp, bạn bè của họ, những cái đối tác của họ luôn, những người nhân viên. Khi nhân viên mà muốn kinh doanh bên ngoài hay là có ý tưởng mới và tìm thấy cơ hội trong khi làm việc của Google thì thứ nhất là phải đảm bảo được những cái chính sách và yêu cầu của Google đề ra. Cái thứ hai đó chính là phải được phải được Google đồng ý và ký kết cho phép ra ngoài làm thì mới được như vậy. Còn cái thứ ba tiếp tục đó chính là những cái về lợi ích mong muốn, đó chính là làm việc thêm bên ngoài hay là làm việc cho những cái đối thủ hay đối tác, thì đều là những cái sự sai phạm, và luôn được Google cân nhắc về điều đó và được nhắc nhở nhấn mạnh rất nhiều cho tất cả nhân viên của công ty. Thứ tư tôi muốn nói đến là giữ gìn bảo mật.
Cái phần này vô cùng quan trọng, bởi vì bảo mật của công ty là một điều phải giữ được kín bạc kín đáo, bởi nó liên quan đến rất nhiều người, rất nhiều việc quan trọng. Nếu như ai đó tiết lộ bảo mật thông tin quan trọng thì họ sẽ được xử phạt theo những cái quy tắc của Google đề ra, và tất cả mọi người phải giữ gìn bảo mật, không được tiết lộ ra bên ngoài. Cái thứ hai đó chính là họ luôn luôn tôn trọng những người đối tác và tôn trọng những cái nhà thầu hay nhà tư vấn, và không mong muốn những nhân viên mình tiết lộ bí mật những cái liên quan đến công việc của công ty hay là những cái chủ thầu hay là những cái đối tác họ ra ngoài. Bởi vậy nó những cái liên quan thông tin về tất cả mọi người là vô cùng lớn. Tiếp theo đó rất nhiều bảo mật đó chính là họ mong muốn là luôn luôn là cạnh tranh theo một cách công bằng, hay còn gọi là họ luôn không bao giờ muốn biết được thông tin mật của công ty khác cũng như các công ty một cạnh tranh xung quanh, bởi vì họ muốn một cái sự công bằng văn minh ở đây. Tiếp theo đó chính là về tài chính là điều Google luôn luôn mong muốn phát triển lên hàng đầu, và họ luôn muốn cải thiện lên từng ngày để giúp cho công ty của mình lớn mạnh và phát triển hơn. Vấn đề về tài chính thì luôn luôn được kiểm duyệt và rõ ràng bởi các bộ phận kế toán hay kế toán trưởng, và điều đó được Google luôn luôn đưa lên ưu tiên hàng đầu, và đó là một sự cần thiết đối với công ty, không hẳn là một tập đoàn lớn như Google chẳng hạn. Tiếp theo đó chính là về các luật pháp của Google. Các luật pháp thì họ luôn luôn tuân thủ theo các luật pháp của đất nước, của quốc gia, luật theo thương mại, luật kinh tế, và luôn luôn được có những cái chính sách đối phó với chính phủ để luôn luôn làm sao cho họ giữ được những cái về thuế hay về luật một cách tốt nhất. Và tiếp theo đến là Google luôn luôn hướng tới đó chính là cái thứ tiếp theo đó chính là về cơ sở vật chất của công ty, thì những cái như là mạng hoặc là như thương hiệu hoặc là bảng chữ cái của công ty thì nó hay logo thì họ luôn luôn được bảo mật một cách tốt nhất. Khi một ai đó mang thương hiệu của họ ra quảng cáo hay sử dụng thương hiệu chưa cho phép, chưa được cấp phép thì đều được xử phạt theo luật sở hữu trí tuệ của quốc gia đó đề ra. Và Google luôn luôn đưa ra một quy tắc, đó chính là nếu mà ai sử dụng những cái cơ sở vật chất riêng mà chưa có sự cho phép của Google thì đều cũng bị xử phạt theo quy định. Mạng và là một thứ không thể thiếu, đúng không ạ, để làm việc, để tìm kiếm dữ liệu, đó là điều rất cần thiết. Và tiếp theo đấy là phần kết luận. Những bộ quy tắc ứng xử này đề ra đều mục đích là muốn hướng tới những người có những nhân viên, những con người hướng tới một cái quy tắc chuẩn mực chung của xã hội và mong muốn là công ty phát triển, và đó là một cái điều rất cần thiết ở một công ty nếu muốn phát triển lớn mạnh hơn. Và sau đây tôi xin được kết thúc phần trình bày của tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.